Thầy mến chào tất cả các em đến với tiết ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 Môn ngữ văn 8 năm học 2024 và 2025 Phần nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 1 môn ngữ văn 8 Chúng ta có 3 phần à, các em cần lưu ý Thứ nhất là giới hạn chương trình kiểm tra thì chúng ta sẽ giới hạn từ tuần 1 cho đến hết tuần 8 của học kỳ 1. Thứ hai là các trọng tâm nội dung kiểm tra. Và thứ ba thầy sẽ giới thiệu cho chúng ta về cấu trúc đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Ngữ văn 8. Về giới hạn chương trình thì cái bài kiểm tra giữa học kỳ 1 môn ngữ văn 8 của chúng ta à, giới, giới hạn ở hai bài hai chủ đề. Thứ nhất là những gương mặt thân yêu. Thì đó là toàn bộ à bốn cái văn bản và phần thực hành tiếng Việt cũng như phần nói và nghe chúng ta viết đoạn cảm nghĩ về một bài thơ sáu chữ và bảy chữ thì tất cả cái nội dung đó nó nằm ở bài 1 và bài thứ hai là những bí ẩn của thế giới tự nhiên thì đây là một cái văn bản thuyết minh về một hiện tượng tự nhiên à, nó thuộc cái dạng văn bản thông tin thì đó là cái giới hạn chương trình của chúng ta nằm ở hai cái chủ đề này với hai cái bài học này lát hồi thầy sẽ đi cụ thể từng phần các nội dung trọng tâm kiểm tra giữa học kỳ 1 của môn ngữ văn 8 phần thứ nhất là phần văn bản chúng ta chú ý những đặc trưng của thể thơ 6 chữ và 7 chữ thì phần kiến thức này nó nằm ở bài 1 thầy cô đã hướng dẫn các em ở trên lớp. Thứ hai là cái đặc biệt ở thể thơ 6 chữ và 7 chữ này chúng ta nắm cho thật kỹ cách gieo vần và nhịp. Nếu người ta hỏi cái cách gieo vần thì chúng ta phải chỉ ra cho được cái tiếng được sử dụng để giao vần ở trong cái khổ thơ hoặc bài thơ. Rồi gọi tên cái vần đó được gieo là vần gì cái thứ ba trong phần văn bản mà câu hỏi của đề kiểm tra cũng hay thường hướng tới đó là chú ý những cái biện pháp tu từ và đó là chúng ta phát hiện ở trong văn bản rồi đồng thời cũng có thể kèm theo cái câu hỏi là nêu tác dụng của những biện pháp tu từ đó bên cạnh những biện pháp tu từ thì cũng có thể hỏi các em là những cái từ ngữ một vài cái từ ngữ đặc sắc có thể trích trong một cái đoạn văn bản và ngữ liệu để hỏi chúng ta tìm chúng ta xác định rồi ngoài ra còn có thể hỏi cái chủ đề thông điệp mà cái văn bản đó đề cập văn bản đây tức là văn bản ngữ liệu mà đề cho đó cái cuối cùng thì chúng ta chú ý cái đặc điểm của kiểu văn bản thông tin ở bài 2. Cái văn bản thông tin tức là thông tin về cái hiện tượng gì và tại sao cái văn bản này nó tạo cho em cái mức độ tin cậy. Người viết đưa ra những cái số liệu, những cái dữ liệu nó mang cái tính chất như thế nào. Đây là cái yêu cầu cơ bản của một cái văn bản thông tin mà à, ở trong cái bài 2 này đã đề cập rất rõ. Thứ hai là phần thực hành tiếng Việt. Thực hành tiếng Việt ở trong hai bài bài 1 và bài 2 thì chúng ta có hai đơn vị kiến thức. Thứ nhất là từ tượng hình và từ tượng thanh. Thứ hai là cái cách trình bày đoạn văn theo bốn cách: diễn dịch, quy nạp, song song và phối hợp. Đối với từ tượng hình và từ tượng thanh, thì chúng ta xem lại cho thật kỹ cái khái niệm từ tượng hình là như thế nào và từ tượng thanh là từ ra sao, có đặc điểm ra sao thì đối với phần thực hành tiếng việt ở trong cái đề kiểm tra của chúng ta là chúng ta phải nhận biết và phải chỉ ra cho được và xác định cái yếu tố tiếng việt theo yêu cầu của đề rồi ngoài ra là còn có thể kèm theo là chúng ta giải thích cái tác dụng nêu cái tác dụng của cái yếu tố tiếng Việt đó thì tùy theo là cái đề ra là từ tượng hình hay từ tượng thanh còn cái trình bày theo bốn cách đó, diễn dịch quy nạp song song và phối hợp thì chúng ta đặc biệt chú ý cơ sở để người ta chia ra bốn cái cách trình bày nội dung đoạn văn này tức là người ta căn cứ vào cái câu chủ đề thì ở lớp các em đã được thầy cô hướng dẫn rồi à, đối với cái đoạn văn diễn dịch thì câu chủ đề nó nằm ở đầu đoạn còn ngược lại cái đoạn văn quy nạp thì câu chủ đề nằm ở cuối đoạn đoạn văn song song là tuy không có câu chủ đề nhưng mà tất cả các câu văn đều hướng vào để làm rõ một cái nội dung nào đó cho toàn đoạn. Và đặc biệt ở đoạn văn phối hợp thì nó có hai câu chủ đề. Câu chủ đề nằm ở đầu đoạn và câu chủ đề ở cuối đoạn là tóm lại, để nhấn mạnh. Đó là hình thức kết hợp của hai cái cách trình bày diễn dịch và quy nạp. Thì các em lưu ý cho thật rõ và thật kỹ thứ nhất là nội dung của đoạn văn khi viết thì phải hướng đến một cái nội dung chung nhất quán thứ hai là cái câu chủ đề là cái câu rất quan trọng nếu khái quát nội dung cho toàn đoạn nếu đó là chúng ta lưu ý Phần thứ ba là vận dụng viết đoạn văn. Trong đề chúng ta cũng có một cái câu hỏi là vận dụng viết đoạn. Viết khoảng 4 đến 6 dòng. Thì có hai cái nội dung mà đề bài hướng tới yêu cầu chúng ta viết đoạn ngắn. Cái hướng thứ nhất là cảm nghĩ về một đoạn thơ hoặc một bài thơ sáu chữ hay là bảy chữ. Thì dựa vào cái đề bài. Thứ hai là cảm nghĩ hay là ý kiến về một hiện tượng tự nhiên. Thì cái này ngắn gọn thôi, có thể là trích dẫn một cái câu văn hay một đoạn nhỏ ở trong cái đoạn ngữ liệu mà đề cho. Thì dựa vào đó chúng ta nêu cái cái cảm nghĩ ngắn gọn hay là ý, trình bày cái ý kiến của mình một cách ngắn gọn. Và phần thứ ba là phần cuối cùng, cấu trúc đề kiểm tra giữa học kỳ 1 ngữ văn 8 năm 2024 và 2025. Thời gian làm bài là 90 phút. Đề kiểm tra của chúng ta có cấu trúc gồm hai phần. Phần thứ nhất là 6 điểm. Đầu tiên là cái văn bản ngữ liệu thì văn bản ngữ liệu này là hoàn toàn bên ngoài sách giáo khoa à, thầy cô soạn đề là không có đưa cái văn bản mà chúng ta đã học vào trong sách giáo khoa cho chúng ta làm đâu đó là văn bản bên ngoài à, thứ hai là chúng ta từ cái văn bản ngữ liệu đó chúng ta đọc hiểu và nhận biết cả kiến thức của phần văn bản và tiếng việt thì ở cái phần này chúng ta được 4 điểm nó có thể có hai ba câu hỏi gì đó phần tiếp theo như ở trên thầy mới vừa trình bày đó là phần vận dụng vận dụng thấp là viết đoạn văn khoảng 4 đến sáu dòng có liên quan đến cái văn bản ngữ liệu mà đề bài cho tức là một phần nội dung của văn bản ngữ liệu yêu cầu chúng ta nêu cảm nghĩ hay là trình bày một cái ý kiến của mình về cái cái vấn đề mà được trích ra từ cái đoạn ngữ liệu đó. Đó là hình thức giống như một cái đoạn văn, đoạn văn ngắn. Phần thứ hai của đề là bốn điểm, thì phần này là chúng ta thực hành viết một cái văn bản thông tin về một hiện tượng tự nhiên gần gũi mà em biết. Vậy thì để làm được tốt phần này, các con về lưu ý là đọc lại xem lại cho kỹ những cái văn bản thông tin nằm ở bài 2 ở trên lớp thầy cô đã hướng dẫn. Bên cạnh đó về nhà phải đọc và tìm thêm, đọc thêm những cái văn bản thông tin khác bên ngoài và chú ý khi chúng ta đưa ra những cái dẫn chứng, những cái số liệu ở trong văn mạng thuyết minh cần phải chính xác, rõ ràng, đầy đủ thì mới tạo được cái cái sự thuyết phục đối với người đọc. Trên đây là những cái nội dung trọng tâm để kiểm tra giữa học kỳ 1 của môn ngữ văn 8 mà thầy vừa trình bày vừa chia sẻ cho các em mà trước khi dứt lời à, thầy mến chúc tất cả các em có được những cái điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Đây xin chào.